Do nhân duyên và cũng là do đam mê. Tôi bén duyên với tranh dân gian là từ nhỏ rồi. Khi mà được tiếp xúc với bức Quan Âm trong sách giáo khoa mỹ thuật, tôi đã vẽ đi vẽ lại bức Quan Âm rồi. Tranh dân gian thì khi mà người ta nhìn vào thì người ta chỉ nhìn thấy những cái bề nổi như là màu sắc, tạo hình. Với mỗi bức tranh dân gian nó đều có một ý nghĩa. Tất cả các nội dung được truyền tải trong những bức tranh thì đều là cái khát vọng và cái ước muốn của những người nghệ nhân mà muốn truyền tải được từ những cuộc sống, cách thức giáo dục của thời đại vào với cái giá trị văn hóa, giá trị của dân tộc và từng bức tranh. Chúng tôi đã tìm tòi sáng tạo dựa trên cái giá trị cốt lõi của tranh dân gian. Về màu sắc thì chúng tôi vẫn sẽ sử dụng những cái tông màu sắc của tranh dân gian. Kỹ thuật của tranh hàng trống thì là đặc trưng là kỹ thuật vờn màu, cản màu và chặn màu. Kỹ thuật vờn màu của tranh hàng trống thì là sử dụng một chiếc bút vuông, chấm một bên nước, chấm một bên màu và chúng ta chỉ đi một nét thôi, nó lại tạo ra được cái độ sáng tối, chuyển độ, chuyển màu cho bức tranh. Còn kỹ thuật của tranh kim hoàng thì chỉ là đặt màu vào thôi, nhưng mà lại đặt màu thì có cảm xúc của người nghệ nhân. Làm mới tranh dân gian bằng cách là tạo hình cho tranh dân gian. Ví dụ như bức Miêu Đẹp Đồ chúng tôi sáng tác cho năm Quý Mão vừa rồi, hình tượng chú mèo và chú bướm, nó chính là cái hình tượng chúc tụng, chúc tọ và cùng với cả hoa cúc là sự trường tồn. Và chúng tôi sẽ sử dụng những bố cục mới lạ hơn. Ví dụ như bức Miêu Ngư Đồ thì chúng tôi lại sử dụng bố cục hình tròn, cho chú mèo và chú cá được vào trong hình tròn đó và cái bông hoa cúc thì lại bay ra khỏi hình tròn. Nó tạo được yếu tố sinh động cho bức tranh và nhìn bức tranh như là bay ra khỏi khung tranh. Để ra nhân gian có thể tiếp cận với thị trường bây giờ thì chúng tôi đã phải sáng tạo ra những mẫu tranh mới. Chúng tôi đã đưa kỹ thuật dát vàng vào tranh hay là kỹ thuật nghiền vàng ra vào vẽ lên hoa văn. Tranh mẫu thượng ngàn khi chúng tôi đưa kỹ thuật vờn màu vào những cái áo của bà và sử dụng kết hợp với kỹ thuật nghiền vàng, dát vàng và vẽ vàng lên bức tranh thì khi người ta nhìn vào người ta có thể thấy được bà như đang mặc một tấm lụa và nhìn rất là sinh động. Thay vì là sử dụng hoa văn thường là hoa xoáy của tranh hàng trống thì chúng tôi lại đưa yếu tố hoa văn là những tạo hình những đám mây vào. Và những đám mây đó chúng tôi nghiên cứu từ những kiến trúc đình làng, từ những mảng hoa văn đình làng chúng tôi đưa vào tranh dân gian. Và tranh dân gian mà lại mang yếu tố đặc trưng văn hóa của dân tộc thì tôi nghĩ đây là một bức tranh nâng tầm hơn với tranh hàng trống. Tạo ra những bức tranh dân gian quy chuẩn nhất và đưa đến mọi người đúng nhất có thể, thậm chí là phải gửi gắm cả tình yêu của mình vào từng tác phẩm, từng bức tranh. Đối với tôi thì tranh dân gian không chỉ là một cái nghề nữa mà nó chính là đứa con tinh thần của tôi, chính là những cái yếu tố và những cái sản phẩm mà tôi truyền tải được những cái giá trị cốt lõi, giá trị nghệ thuật truyền thống về một dòng tranh của Việt Nam, một dòng tranh đặc sắc, tranh hàng trống, tranh kim hoàng hay là tranh đông hồ, nó vẫn sẽ mãi mãi tồn tại và phát triển đối với xã hội bây giờ.